không? Được không? Ờ. Thôi kệ, đi chân không luôn hả? Đi chân không có sao không? Hello chị. Rồi chưa dạ? Rồi. Khám bụt ni kha, một nạch na khạp 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 la. Thì hôm nay bên đấy Vũ Đô Phương sẽ hóa thân thành gái Thái nha. Mà em giống, em thấy em giống biến Thái quá trời. Trời giống gái Thái không vậy bé? Được không? Có gì sơ sót cho chị bỏ qua nha. Rồi hello tất cả mọi người nha. Lời đó đầu tiên xin cho bên đấy Vũ Đô Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương với tất cả mọi người, những anh chị em, bạn bè mà đang có mặt tại kênh YouTube của anh Kết Yên Sĩ Phố nè, kênh của anh Hưng Trần Official, kênh của anh Văn Kim Vlog nè, Thu Vương Cá Biên Chiên nha. Vì hôm nay là ngày thứ năm, cũng là ngày không có Tết Thái gì hết ở bên Thái Lan, thay vì hôm nay là dịch cho không có qua Thái Lan chơi được, thì một chút nữa mình sẽ chơi tạt nước. Hello ơi Nakha, bây giờ cái tay cao quá là thấy nạch khách lòng không hay nạc ha là sụi bay nè. Ăn ở đây thấy gì vậy chị? Ăn ở đây mua về. Rồi mua về nhiêu nè, 100 lộn xộn ha. Cái nạc ha. Ăn nhiêu cũng được hết đó, vô đây lựa đi. 5 ngàn, 10 ngàn vui vẻ. Trời ngại cái gì, mắc cỡ cái gì. Đó. Ăn đây hay mua về người đẹp? Ăn đây ha, ok. Mấy người vậy chị? 4 người, ok. Rồi 4 người Nà Kha ngồi đấy, nằm Nà Kha nha. Rồi hello tất cả mọi người đang có mặt tại cái kênh YouTube nha. Thì đây là tấm hình chân dung của bé đế Vũ Đô Phương nha mọi người nha. Đó mọi người thấy eo không? Đây là trong shop nha mọi người nha. Trước khi mua đồ, mua quần áo thì mọi người hãy dòm, đây là trong shop và đây là đề thật đây. Dòng eo 68 thường. Nói chứ dòng eo 98 rồi nha mọi người nha. Có người nói sao phải không? Cái hình ảnh này nè là nó là Thu Vương trong ảnh là cái lúc mà Thu Vương chưa có bầu. Xùi ghê, đúng rồi đó anh, lúc này chưa có bầu. Còn lúc này là có bầu 4 tháng, siêu âm 2 con bò với con nghé là chuẩn bị đẻ đó nha mọi người. Thì những anh chị em, bạn bè mình đang coi kênh YouTube thì mình hãy ghé 258A Nguyễn Chiểu La, phường 8, quận 10 nha. Bán không biết có biết lời bao nhiêu hết. Bây giờ lời nhiều ít, lời nhiều lợi ích cho em không quan trọng. Nhưng mà quan trọng là 2-3 ngày em sẽ đổi phong cách. Thì hôm bữa là làm Dương Quý Phi rồi, bữa nay làm gái Thái, ngày mai em làm siêu nhân gao nha. Ngày mai em làm gao siêu nhân rồi đó. Mai mốt em làm gái Nhật, nghe nè em. Cái gì vậy? Biến thần hả? Đừng gì thị BD, biến hình phép thuật queen đâu á hả? Trời, chị biến hoài luôn em, một ngày chị biến 8 lần đó em. Vui vẻ đi nè. Đó thì hôm nay có khách lai gai thì mới đến Vũ Đô Phương rất là vui. Thì hôm nay là ngày thứ 3 nha mọi người nha. Thì cũng mong là những anh chị em, bà con cô bác mình ở gần ở xa, mình đã coi các kênh YouTube thì mình nhớ lại địa chỉ 258A Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10 để mình ăn ủng hộ em vui vẻ nha. Để đây mình vừa thưởng thức các món nước pha, chẳng hạn như là hạt chia trà giải nè, rồi bia ướp ngược, có bia đó nha. Ai nhậu thiếu mồi thì cứ kêu gái, kêu đào, kêu em nha. Em phục vụ tận tình cho khách mới ra, em mới ra vui vẻ đi nè. Nà Kha nè nha, bò kho diện kiên nè, cài diện kiên Nà Kha là nằm khăm ngàn khang Nà Kha. Đó là xùi cui, ơi, hố đừng có quay sát nách em đó nha, em chưa có cào khao đó, đờ khơ đó. Anh, ông xã em bán đậu phộng đó anh. 50 cái gì? Chút chụp hình nha bé, chút chị em mình tự sướng nha, vui vẻ. Đôi dép á hả? Đáng lẽ chị đi bộ đi chân không mà chị sợ đập miếng chai. Mang dép đi để đập miếng chai chị ơi. Bởi vậy này đôi dép là mọi người thấy không? Đó. Người Thái ngon lắm. BD Thái ngon lắm, coi đôi dép kìa. Ngon ghê vậy. Rồi YouTube đừng có ai hỏi em á, để em trả lời mình luôn, đừng ai hỏi em á. Có ai hỏi em gì không nè? Thấy quá trời chạy đẹp luôn à. Quá trời chạy đẹp hả? Đúng rồi, để chút nữa em lại em cà khịa nha. Bữa có người nói em giống ông Địa đó, xui ghê. Em giả vô Quý Phi mà nói em giống ông Địa, chết rồi, tới. Anh ơi, chị ơi, em làm gái Thái đem quất khách được không? Bây giờ em không có chi nữa, em đi vòng vòng để phỏng vấn khách nha. Sao em ăn cái viên chiên em cảm thấy sao nè bé yêu? Ngon, ngon không? Nói thiệt nha, để gì chị biết. Có sao nó dậy đi? Có sao nó dậy luôn. Thấy ghét cái gì vậy? Trời ơi, cải chua là thần thánh đó, chị phải ngâm 7 lần 7 49 ngày đó em. Trong cải chua em thấy có hương vị của BD không? Có. Thấm đậm mùi vị BD luôn. Trời ơi, trời ơi. Rất là BD nha mọi người. Trời ơi, đó đi. Muốn BD hơn nữa thì ghé Vũ Đô Phương ăn để được BD hơn nha. Trời ơi, gọi mấy mốt người ta BD nặng người ta đổi thừa chị nè. Không chị, chơi BD nhiều mới vui chị. Phải không? Vui chứ. Nãy giống như chị em mình chơi ghiền đâu bỏ được, sao bỏ. Chơi BD là vĩnh viễn, là mãi mãi. BD muôn năm, BD muôn năm. Yeah, cái này, yeah, cái BD nè. 2, 3, yeah.
đúng qua lọt rồi. Chết rồi. Xúc sổ đổ tháo hết rồi. Cái này giống như là tượng trưng cho bốn cái lựu đạn nó đụng là nổ đó má. Vô đây nè nà Kha. Mặt khắc cờ khơ nà Kha. Nì Khê. Bành Khanh bèo kheo mặt khắc cờ khơ. Hello chị. Tóc hả? Ai hỏi em có tóc không hả? Tóc giặt rồi chưa có khô. Phải không? Tóc chị giặt rồi chưa có khô. Phải đâm ra bên đây chị để tóc tém luôn. Cậu chủ đợi chút xíu nha. Em qua với cậu chủ. Cái gì vậy? BD Thái tóc tém thì bây giờ chị là BD lạ có sao đâu. Đọc chị. Ăn đây hay đem về vậy ông xã? Đem về ok. Trời ơi chở hai đứa con ngon ghê á. Sao anh nói anh sủng máy em mà anh chở theo xã vậy? Mẹ Phương nè con. Con ơi. Con trai của mẹ ơi. Con thấy bữa nay mẹ đẹp không nè? Bé ơi. Chơi đồ Thái Lan đàng hoàng. Chơi đồ Thái Lan, bữa nay là phong cách Thái. Bây giờ Tết Thái, bây giờ dịch rồi mình không có chơi được Thái Lan thì mình chơi Việt Nam cũng được vậy đúng không anh? Lan Quế Phường nhà này là tầm thường, đây mới là thiên đường. 150 lộn xộn mới vậy. Rồi 150 lộn xộn luôn đi bé ơi. Đâu có sao đâu anh, vui vẻ đi. YouTube của em đó, mấy ông xã của em đó. 150 lộn xộn á. Ngồi đi chị. Để từ để em chụp cái em qua chị liền. Ngồi yên đi, bữa nay em phục vụ tới 24/24 lần. Cười lên anh xã. Cười lên anh. Chụp với gái Thái mà anh không thấy là. Rồi đẹp quá. Rồi cái tay chúng với vú nà Kha nè. Nà Kha nha. Sụi mại la. Ai vậy? Em à. Kiên Trần hả? Thôi đừng có nhắc nó nữa đi. Trời ơi tao qua tới đây rồi mày nhắc nó hồi chút nữa sao sụm nụ đó. Chụp đi chị yêu. Lên bàn ngọt. Ông lại lâu lắm rồi. Cái gì? Để lâu hả? Về Photoshop hay con chuột em lại nha. Gái Thái bị đề Thái gì đâu mà bự con ghê giống thi đu vật vậy sợ. Không sỏn đâu vậy bé. Đúng rồi, Thái Lan là phải vàng nhiều. Hiểu không? Cái vàng này là đeo chỉ được 24 tiếng thôi. Không có được tắm biển, không có được ra nắng nó ra ten. Vàng này chỉ đoàn vàng lọ lem đó. Ăn vui vẻ nha, có thiếu đào kêu em nha. Hôm nay có gumbo đó. Ăn đây hay sao vậy bé yêu? Rồi rồi đi. Chạy hẳn lại đẳng giùm chị đi em. Đó thấy chiếc xe 16 chỗ không? Đó ở ngoài sau đó em gửi xe đẳng giùm chị nha. Trời vui vẻ. Vòng lệ nha, em đi luôn rồi chị bấm quẻ đó, sẵn đi kia xài giá má hả này ha. Xù khô. Trời ơi bà đùi khui khai khách rồi tôi vòng khăm què khe đó nha. Kiên Trần hoài vậy trời. Vui vẻ không quạo. Trời ơi ôi. Chạy vậy. Họ chết rồi, ở đâu có cái áo đẹp quá vậy. Áo này giống của tôi, của shop của tôi nè. Thấy chữ thấy ghét không? Vui vẻ không quạo nè. Đó vui vẻ không quạo nè mọi người. Ủa nhột hả? Ai biết tôi tưởng đâu có nắp phén má. Thì hôm nay rất là vui nha. Hôm nay là phong cách là Tết Thái Lan. Thì bên đấy Vũ Đu Phương có quá thân thành một cô gái Thái rồi đó mọi người. Thấy Thái không mọi người? Múa hả? Colombia, nước da đen xì hàm gặn trắng bông. Ủa ốt xẹt. Anh ốt xẹt. Anh ốt xẹt. Để chút bật nhạc Thái em nhảy nha. Ủa bật nhạc Thái có bị dính bản quyền không ta? Không, không. Vậy mở nhạc Thái cho em đi anh đi. Quay hoài. Tối đi, tối em với anh quay hoài vậy anh đi. Mở, gọi kiểu mở nhạc thôi đừng có hát. Mở nhạc, mở anh ốt xẹt gì đó. Cái gì đấy mở giùm em đi. Hay là mở bài gì Khai Mai Sena 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 Bula gì đó xù. Trời ơi ơi lộn nha, bị liệu nha mọi người. Dạ đường luôn Phương ơi. Tôi nhảy trước mặt mẹ tôi luôn á, thấy tôi gan chưa. Chóng mặt á má ơi, gớ cái đầu luôn á má ơi. Hey. Bây giờ lộ hàng đó nha. Sao thấy bên này gái hái được không cô? Làm đi vô còn cho toàn bộ giống kìa. Thôi má, bưng luôn. Đây là Gia Hưng nha mọi người. Gia Hưng thấy bên này khu vườn sao? Đẹp. Giống gái thiệt với mọi người ơi. Sau khi đi đám cưới thì Gia Hưng sẽ có ai để ý cho Gia Hưng?
có rồi, nhưng mà em về cái người ta muốn tin với em bữa cái tay nó ngắn nữa. Cái sao kỳ vậy? Ta nói tao dòm người ta mà không dòm đúng người á. Đúng rồi, tao kêu mày mày dòm trên trời không à. Hey, đó là em đứng đây tới 11 giờ nha. Thế chứ hello tất cả mọi người, thì mong là mọi người yêu thương em cũng như yêu thương quán Lan Quế Phường. Thì những anh chị em, bạn bè nào mình thương mến em thì mình ghé 258A Nguyễn Tiểu La nha mọi người. Thì bây giờ em chuẩn bị em tiếp khách đây, em không có chiên nữa. Em đứng đây em sẽ phục vụ khách 24/24. Hello anh, mấy người với em? Gọi 4 người vô vô trong giùm chị đi em. Vui vẻ đi. Hey, ở đây có bia úp ngược nè, rồi có bia Adidas gì nè. Cái này cái gì vậy bé? Bia gì bé? Bác. Cái gì? Bác. Bác hả? Bác bác hả bé? Tại vì không biết tiếng Anh. Dạ đây, đây bia bác nha mọi người. Bia này bia gì? Bia bác nha, này uống ok em nha, này em nhận hợp đồng quảng cáo nha. Trời ơi hay quá bé ơi. Đây là em gái của em nha mọi người nha. Ăn từ ở bên bệnh viện chỉnh hình qua tới đây luôn đó mọi người, thấy không? Cảm ơn. Chẳng những ăn non mà mình còn được giải trí vui vẻ nữa mọi người, thì tại sao mình không đến ủng hộ chị mình đúng trời không? Trời ơi ơi. Chị mình dễ thương vậy. Có em gái đáng đồng tiền luôn á. Thì có mọi người, đây là bé trai, hôm bữa là bé có bị tai nạn chân đó, thì cái chân rất là đau luôn mày. Mà vẫn phải bó bột rồi kêu bạn bè ẩm ra ăn ủng hộ cái gì kia. Không có ẩm gì. Tụi em tự chống đâu, em tự chống em ra chứ. Tự chống nạn ra đúng không? Dạ. Thấy chưa, thấy không? Mày mốt cẩn thận là cái chân nghe không? Dạ. Không có đi đứng nhảy múa nhiều. Dạ. Thấy chị không? Linh hoạt không? Tại vì em cũng muốn là học tập theo chị nhún nhảy linh hoạt. Trời ơi. Được, chị ơi. Thôi. Chị sợ cái khánh giá này xuống trứng cút ghê á nạt kha. Rồi hello tất cả mọi người đang có mặt tại kênh YouTube Nhảy Hoài. Để tối tôi nhảy với ông. Xong chưa, kết thúc clip đi ha. Rồi thì bây giờ thì kết thúc clip đầu thì em xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì mong mọi người xem clip đầu thì mọi người nhớ ủng hộ và like, subscribe kênh YouTube của anh Hân Trần Official, kênh của anh Chết Yên Xì Phố, anh Văn Kim Vlog nè, Thu Vương Cá Viên Chiên. Thì mong là mọi người luôn thương yêu và ủng hộ em ở địa chỉ mới nha mọi người nha. Thì bây giờ có quán mới mẻ như vậy rồi, có toilet nè, có nhà vệ sinh nè, có wifi nè. Tội gì mà mọi người không ghé ăn ủng hộ em, có nơi check in luôn nha mọi người nha. Đọc lại địa chỉ thì em xin thông báo với tất cả mọi người là địa chỉ mới của Vinex Vũ Đô Phương là 258A Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10, Nà Kha, là Kha già ma già hát. Đọc xong che mặt lại nha. Dạ sao? Đọc xong lấy quạt che mặt lại. Ok. Lại đây. Rồi, địa chỉ nằm ở 258A Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10, Nà Kha, lợi ủng hộ Nà Kha, Kha Mùn Ni Kha, Mùn Nà Na, Khạp 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 Bun Kha, cho chén tà hủ đựng lấy nước dừa nha. Vui vẻ. Cái gì anh dòm anh giữ vậy ông xã? Sao kiên trận nó... Kiên trận hoài xu. Ờ nó quậy hoài. Quận 10, quận 8 đi kiếm nãy giờ luôn.